bận chút công việc buổi tối nên chưa livestream với anh em. Thì báo cáo bác thì trong buổi sáng hôm nay thì anh em đang tổng lực đang lắp vào đây. Thì hôm qua là đã đánh sạch sẽ thùng quét các thứ rồi, lô loa phên. Mã là K12 bác nhá. K12 bát 30 sử dụng thùng là vỗ oval này. Rất đẹp luôn các bạn. Rất đẹp luôn. Xoay vệ sinh rồi bác nhìn cái hàng. Rất đẹp luôn. Căng kia em đã giặt sạch sẽ rồi. Căng con này căng cài giật các nhá. Và tiện trong video này em test luôn chất âm để anh em cùng nghe luôn thôi nhá. Thì với thiết kế bắt 30 này thì lưu ý các bác là chơi ở những không gian từ 30, 35 đến 40 mét vuông vì dòng này đánh rất bạo lực. Tiếng bát rất sâu và tép rất sáng luôn nhá. Bát rất sâu và tép rất sáng luôn ạ. Anh em lắp từng chiếc một trong. Rồi sẽ cuốn màn chít lại. Và cái hàng này thì hàng mới về nên em sẽ chuyển vào trong Sài Gòn, chắc phải 4 đến 5 hôm nữa sẽ có hàng trong Sài Gòn các bác nhé. Khoảng 4 đến 5 hôm nữa. Đấy. Và thông báo anh em trên kênh là trong buổi chiều nay bên Hiếu Minh sẽ là một clip thanh lý, nhưng mà không phải clip thanh lý ngoài Bắc mà clip thanh lý trong miền Nam. Nghĩa là trong miền Nam hôm nay sẽ có clip thanh lý, anh em có nhu cầu săn hàng thanh lý thì xem clip trong buổi đầu chiều nay nhá. Đầu chiều nay sẽ có clip thanh lý hàng thâu lại của khách ở trong miền Nam bác nhá. Thâu lại nhiều ghê đấy. Đẩy rồi là súp rồi là loa, anh em mà có nhu cầu hàng thanh lý thì chiều nay xem ở kênh trong miền Nam sẽ quay clip thanh lý trong chiều nay. Súp thanh lý anh Hà hàng là hiện tại bên này mình là có mấy quả súp hơi thanh lý nhưng em chưa dọn đến được, em sẽ quay thanh lý tầm ngày mai kia. Thì nếu mà chuẩn thì trong tối ngày hôm nay, nghe trong sáng nay thì em đang giờ lắp lô loa vào này xong rồi này, chắc là trong sáng nay đến đầu chiều nay xong này thì tầm chiều tối em sẽ về một loa GM. Lớn gơ loa GM anh em biết rồi đúng không ạ? Loa GM bắt 25 trong tầm chiều nay. Chiều nay về bắt 25 thì bắt 25 gần như em về lô nào hết lô đấy. Đây là đôi loa GM rất mong đợi cho anh em, nhưng hôm nay vẫn lên trước cho anh em đôi loa phên này. Dòng phên ấy nếu mà ở trong phân khúc mà hiện tại bên Hiếu Minh cũng thông báo luôn. Hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 10.500.000 đồng trên một cặp này, cái mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. Thì với một cặp 10.500.000 này ăn đứt tất cả những dòng loa tầm khoảng 13-14 triệu thị trường nhá. Những thế là những dòng loa mới tầm 15-16 triệu không ăn được đôi loa phên này ạ. Vì đôi loa phên bác check trên Google, em check một cặp bát này thôi bác đi mua rất là đắt luôn. Cặp loa mới đâu đó khoảng ngoài 30 thì bác mua hàng bãi giá rẻ được 6-70%. Luôn đây tháo bát đây chỉ còn luôn. Tầm buổi trưa em tranh thủ em quay một tí, quay người thật việc thật tại đơn vị mình Hiếu Minh. Chú đồ đây. Cảm ơn cháu phát nhạc, phát nào nghe nhạc tí cho tí tách nhá. Cho các nghe luôn bạn nhạc nhá. Chú giật cho cái căng ra đi, giật cho cái căng con này cũng được. Test con đằng trước này. Các bác nghe một quả thôi, em test một quả bác nghe chất nó thế nào nhá. Một quả loa thôi ạ. Nội thất anh Tạ Văn Thắng hôm qua em quay nội thất rất nhiều rồi. Đây để em test một chút một tí xong em sẽ quay nội thất lại cho anh xem. Em giật căng là đấy. Đó lý cái căng này bác muốn kiểm tra là muốn kiểm đấy, bác giật ra nhá. Giật căng đây, chú đừng bật vội. Phễu này đây là quay thẳng rồi đúng không? Phễu quay thẳng này, từ đầu lúc nhận về hàng về là cái phễu này quay ngang thì kiểu trong ngang thì sẽ quay ngang. Bác ba ngấn mới nhá, bát gân nụ giẩm dầu ba lớp đấy, ba ngấn rất đẹp luôn. Chú cầm theo nhạc lên nào chú. Xem quả không gian rộng ghê. Người đêm chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm môi vùi xuống. Ok, anh em đánh một đôi này nhớ nhiều thương quê hương và bé nhỏ tình này. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ mơ. Cảm nhận tiếng trống rất sâu luôn, em nếu em đứng gần quá sợ và thu và không vỡ nó sẽ vỡ nhiều, nếu mà đứng gần quá thì bát sâu em rất tơi.
nên khi đôi mặt chuyện buồn dương tan lần mắt đưa ta đi về nguyên thủy lành người mùa yêu như muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đến đỉnh tuyệt vời, đêm lạc loài, giấc ngủ mơ hồ. Người đi chưa đợi xa, đưa nhau vui đường sợ làm đêm vui. Có nghe tiếng trống sâu ông phê ông tép tơi sáng không? Tiếng trống này cũng có một chiếc thôi. Và bé nhỏ tình này chú luôn đây. Còn trong đôi mắt đỏ tắt đi đâu đi gần. Được rồi. Đấy các bác nghe, em test đúng một quả loa thôi bác nghe tiếng trống cực kỳ sâu nhá, đánh cực kỳ phê luôn và tép rất là tơi luôn. Dòng đặc thù của dòng Rafael. Súp TB hiện tại bên mình hết hàng rồi. Anh Hà Hoàng Hà Hàng nhá. Súp TB hết hàng rồi. Đấy các bác thấy về xuất soát 670 quả hết sạch hàng rồi. Bác Tạ Văn Thắng JBL 118 em còn hôm trước về 25 quả kia, cũng trả dấu tiếng bác kia còn có hơn chục quả thôi. Đây em còn chưa đóng Sài Gòn nhá. Chiều nay em bắt đầu đóng súp vào Sài Gòn thì nó chỉ còn khoảng ở ngoài Bắc chỉ còn được đâu đó 8 quả nữa là hết. Hello. Đóng vào Sài Gòn 4-5 quả. Đấy, 25 quả bán hôm nay vừa ship cho bác khách ở Hải Phòng một quả xong. Số 18 bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 14 triệu đồng. Em Hiếu Minh bao ship cho anh em nhá. 14 triệu đồng bao ship. Còn trường hợp bác ở gần hơn thì em còn bớt gia lộc cho anh em thêm 200 ngàn nữa. Đấy là 13 triệu 8 bao ship nếu anh em gửi được xe. Còn trường hợp bác bắt gửi điện mà xa ấy, thì hỗ trợ em thì bán 14 triệu đồng bao ship. Giá cực tốt luôn. Súp Fighter 40 chỉ để nằm thôi anh ơi. Nó thiết kế nằm, nó thiết kế cái thùng của nó như kiểu Lexo ấy, Lexo LS600 ấy, nên nó chỉ để nằm được thôi. Dựng đứng vẫn dựng đứng được, nhưng để nằm thì nó đẹp hơn. Còn dựng đứng vẫn dựng đứng được anh nhá, vì nó súp hầm nên dựng đứng được thoải mái nhá, anh vi phạm nhá. Thế Tiến bỏ cho anh một đồ trước ở đây nè, treo trên nắp nè, để bỏ cho chứ anh hai bát đây Tiến ơi, bỏ cho cái thùng không ấy chú luôn. Cho quay nội thất cho cả mọi người nhìn với. Đây em quay ở kho người thật việc thật nên là nó nhìn không gian kho thì nó hơi gọi là không được phông bạt đẹp như ở cửa hàng các bạn. Nhưng số lượng quay muốn thực tế để anh em trải nghiệm đôi loa về hàng nó đẹp nha. Cho cháu cái bát với. Đây. Bỏ luôn đôi bát đây. Để hôm qua em tháo bát này coi này. Để tháo bát ra thì mới giặt được thùng thôi nhá. Đấy, tháo bát ra. Đấy. Đấy. Bát này dính bụi này. Tí vệ sinh thêm. Bỏ cho anh người bát lên này, úp vào đây. Úp vào đây. Anh em chiêm ngưỡng cái bát nha. Nhìn thấy rẻ nâu hết. Vì đây là em hôm qua em tháo thôi, tí nữa là nắp vào này em phải nâu hết được bát của mình. Sụng từ 200 coi 76 anh nhá. Gông 80. Dòng bát sụng driver bát của anh Quốc anh nhá. Bát phên bát của anh luôn anh nhá. Các bạn để ý tất cả những sản phẩm driver như những dòng của Anh hay những dòng của châu Âu ấy thì nó sử dụng cái ống thoát này này. Ống thoát này nhá. Ống thoát này là ống thoát hơi phía trước nên là không có ống thoát hơi phía sau lên đỡ bị chuột bọ này. Nó kín hết thùng các nhá, nó kín hết thùng nếu không thoát hơi. Nên là nó không lo bị chuột bọ đằng trước lại có lưới căng có lỉ hết rồi. Lỉ chắn rồi. Rất đẹp luôn các nhá. Đúng rồi. Rất đẹp. Sau khi vệ sinh lên, nguyên sơn zin nhá. Em không đụng một hạt sơn nào vào đây cả. Nguyên sơn zin chỉ đánh đi cho anh em thôi nha. Lấy xà phòng, hòa xà phòng đánh hôm qua đấy em giặt đấy. Quay trực tiếp đấy đánh sạch cho anh em thôi. Trắng trẻo đi. RAW 350 giá là 10 triệu 500 ngàn đồng. Bác Nguyễn Thành Anh nhá. Giá cực tốt rồi. Bác nhìn quả bát thì bác biết độ chất của nó rồi. Đây là dòng nối Rafael thì đây là dòng bát lớn nhất của Rafael rồi ạ. Để Tiến bỏ cho anh đỡ cái bát này ra này, để nhấc cái chép cho anh với. Đây là dòng bát lớn nhất của Rafael rồi bác nhá. Đấy, lớn nhất của Rafael rồi ạ. Đây là củ chép bác nhá. Củ chép ạ.
chép của nó là CD140 của Phen Anh Quốc nhé, cùng chép của Anh Quốc luôn. À, chép của sử dụng chép của tấm tấm pick của nó pick Pianum, pick trắng rất là đẹp luôn. Cái dòng này chép ra rất là tơi, như vừa em test cho bác xem rồi, nghe thực tế luôn, trải nghiệm thực tế luôn, quay trực tiếp luôn. Đấy, quay trực tiếp thì nó nghe nó thực tế được, không chỉnh âm chỉnh treo gì cả. Và phễu nó sử dụng phễu sợi nhé, phễu sợi kết hợp với phễu sợi này, mặt ngoài bóng nhé, mặt ngoài bóng này trong phễu sợi này. Thùng gỗ ván ép chống nước. Đây về phân tần ạ. À, zoom lên tí cho bác xem đi. Đấy, quả phân tần rất gấu và ngầu luôn, phân tần đen nhá. Xúc hơi 40 anh, xúc hơi 40 hết hàng rồi. Xúc hơi 40, ảo cái xúc hơi 40 em còn phai tổ thôi. Anh hà hàng nhá. Em còn phai tổ 40 thôi nhá. Xúc phai tổ 40 em còn xúc phai tổ 40 thôi ạ. Nếu 40 em chỉ còn phai tổ thôi. Hoặc là các bác lấy xúc mới của dòng của hàng mới nhập khẩu như của Gutin này, của DB, PS. Đấy, những dòng nhập khẩu mới đấy. Vẫn nội tẩm dầu 3 lớp các nhá. Cái nội tẩm dầu 3 lớp nó này rất đẹp luôn các nhá. Cái dòng này á, cái màng nó rất là dày. Các nhà, cái dòng màng dày ấy. Cái màng dày các bác để ý, cái màng nó dày thì tiếng nó chịu đòn mới tốt được, tiếng bass mới sâu được. Cái màng dày thì nó thường nó sẽ có cái ngấn này, cái gân guốc này, như kiểu tay em nó gây bị gầy này, nổi gân lên ấy. Đấy, kiểu đấy. Đấy, gân guốc lên thì màng rất dày thì nó mới có gân guốc được. Đấy. Ok anh Đỗ Anh đây, xem phần chép nhanh nhá. Đây xem củ chép nó này, củ chép của Phen luôn ấy. Chép là CD140 nhé, củ chép rất lớn luôn, chép áp 50, củ chép rất lớn luôn. Số lượng em về là tổng cộng là có 36 cặp bác nhé, 36 cặp loa này, 36 cặp. Thì sáng nay mình cũng chốt được 5 cặp rồi. Anh em có nhu cầu nhanh tay nhá. Cặp loa chất lượng này, giá cực kỳ tốt luôn. Em mình công khai giá luôn, giá là 10.500.000 đồng một chiếc một đôi. Các bác nhá. Sub Vital giá đang khuyến mãi là 8.500.000 anh nhá. Giá cực tốt luôn. Giá 8.500.000 anh Hoàng Hà nhá. 8.500.000 đồng Sub Vital bắt 40. Báo cho anh em mức giá cực tốt luôn. Đấy. Chép này. Đây em đang nắp vào đây cả bên trong này các em. Đấy, anh em đang tập trung nắp. Bên trong đây nữa. Chính là hôm qua đây xếp 2 tầng rồi này. Hai hàng này. Cố gắng nhất từ giờ đến đầu chiều sẽ xếp xong. Cố gắng nhất là lắp xong trong chiều nay. Để chờ tầm nhanh nhất thì chiều tối nay em sẽ về một đô loa GM. Bị yếu rồi. Anh là loa và loa là loa Phen anh nhá. Loa Phen ạ. Loa Phen. Phen K12. Công suất của nó đây ạ. 450W ở RMS nữa. 8 ohm ạ. Em không bán củ chép đâu anh Đỗ Anh ơi. Loa xịn này ai có bạn không có củ chép đời. Củ chép rồi anh có thể check trên Google, anh mua củ chép xịn đi, củ chép xịn đắt phết đấy. Một đôi chép nó khoảng chắc 4-5 triệu đấy. 4-5 triệu, 5-6 triệu đấy một củ, một cặp chép. Đấy. 450W. Ở RMS bác nhá, là 8 ohm ạ. Để đánh được đôi loa này các bác chơi thì con đẩy tầm khoảng độ 600-700 đến 800W trở lên cho em các bác ạ. Phải đánh từ những con đẩy tầm khoảng ít nhất từ 700 đến 800W trở lên để nó có độ dư tiếng thoát, tiếng trong, sạch, tiếng bass nó đánh sâu được ạ. Model K12. Bass rất lớn luôn các nhá. Quay của bass rất lớn luôn, của bass là từ 200 ạ.
dòng này thì dòng loa phên thì quá nổi tiếng thị trường rồi, kể đối với loa mới hay loa vãi. Cờ đao tàu đánh 3602 đánh tốt đôi này anh ơi, cờ đao tàu 3602 có 800W rồi, được 750 800W là đánh tốt đôi này rồi anh ơi, nhưng chỉ đánh được một đôi này thôi. Bác Văn Khánh nhá, cờ đao tàu công suất 750 800W là đánh được tốt đôi này rồi, thì đấy em tư vấn là ít nhất là phải từ 700W trở lên đấy. Ít nhất từ 700W trở lên đấy. Có cái giáp gì nhá, sao sai đây. Anh Hương Lê đây bắt 30 anh ơi. Đây dòng loa bắt 30 ạ. Các bác lưu ý các bác mua những cặp loa phên trên thị trường, cái dòng loa bắt 25 thôi anh em đã mua tầm 7,5 triệu 8 triệu đôi rồi. Đấy bác check. Thì bình thường anh em mua những đôi loa bắt 30 mà chỉ từ nó chỉ tầm từ 17 thôi. Một chép biên si thôi, không được chép phên này ạ. Anh em đã bỏ ra túi tiền nó rơi khoảng 11 12 triệu rồi, thì hôm nay em mình xin phép giới thiệu đến toàn thể anh em đôi loa phên mã K12 sử dụng cho mình driver. Bắt của anh Quốc và chép của anh Quốc. Đồng bộ phên luôn. Đấy. Thì con này từ 2200 coi 76 chép là từ 10 chép pia nhôm luôn. Đấy. Giá 10.500.000 đồng, mức giá cực kỳ tốt luôn. Anh An Nguyễn là An Nguyễn anh hỏi ai AETC là bắt 30 hay 25 nhỉ? Bắt 30 thì em còn 2 đôi. Anh ạ. Bắt 25 thì hết hàng rồi, chưa có lịch về AETC. Không định anh nếu anh rất thích những dòng loa như kiểu kiểu dùng ETC thì anh tham khảo đôi GM chiều nay về hàng cũng 40 đôi, tầm chiều nhanh nhất chiều nay về hàng 40 đôi cho phục vụ anh em nhé. 25 chưa có đâu anh ơi, hôm nọ về nhiều thế bác không lấy chưa lấy luôn, bởi hết hàng rồi, hàng bãi năm nay về rất hiếm luôn nhá, về những cái lô loa chất như em ấy đếm trên đầu ngón tay thôi bạn. Như cứ về như JBL hay về Lexo hay những dòng như loa phên hay những dòng loa như GM đếm trên đầu ngón tay thôi các nhá. Rất ít cửa hàng về. Vì những lô loa chất này là bản thân là em là số lượng nhiều thì người ta ưu ái, nó có lô ngon nó báo mình thôi. Những dòng thương hiệu lớn. Đấy. Hàng chất giá tốt. Đấy. Và thông báo anh em trong chiều nay là Hiếu Minh có quay clip thanh lý hàng không nhá. Có quay clip thanh lý hàng anh em cần mua hàng thanh lý trong chiều nay là em quay trong em quay trong miền Nam. Là có nhiều hàng ghê đấy, nhiều hàng thanh lý rồi đẩy rồi vang rồi mic rồi là xốp loa đều có đủ các bác nhá. À anh muốn xem giải đúng không? À đây. Rồi anh Nguyễn nếu về thêm ETC em báo cho anh ơi. Còn hiện tại hết hàng rồi, hôm đấy với ETC em về tổng cộng là mười mấy đôi, 15 đôi hết hàng luôn. Giải con này xuống là 50 hẹt nhá, 50 đến 18kHz quá nhá. kHz này, 18kHz nghe em tưởng 18.000 hẹt. 18.000 hẹt quá nhá. Còn nếu tính ra là 18kHz, đấy còn đâu 50 hẹt, giải xuống rất sâu luôn. Cái dòng này ấy là xuống đến bùa 50 là nó ngang với giải súp bùa súp rồi. Nghe là loa mà xuống ra tầm 50 ngang với giải súp súp hơi 40, súp hơi 50 rồi. Vì sao tiếng bát vừa xong em test ấy, tiếng bát nó lại sâu như vậy. Thì giải xuống rất là sâu luôn. Các bác chơi ở không gian mà tầm khoảng 25-30m là không cần súp. Em nói thẳng luôn, chơi đôi này không cần súp nếu chơi 25-30m. Còn các bác mà chơi khoảng không gian tầm 35-40m thì các bác bổ trợ thêm quả súp. Vì trong không gian nhỏ để đánh nó thừa rồi, thừa không gian rồi. 25-30m đánh thừa không gian thì không phải súp. Còn không gian to nhiều khi mình bổ trợ để cho cân bằng cái giải lời lên một tí. Thì các bác cân chơi thì các bác thêm con súp, ví dụ như 35-40m thì bác thêm khoảng một quả súp nữa. Còn các bác đánh tầm 30m giật về không cần súp đối đôi này, vì tiếng bát nó rất là sâu, giải xuống rất sâu các bác nhá. Đấy. Tùy chơi trong nhà như anh Văn Khánh là tôi đấy, như chơi trong nhà nó cũng có những nhà bác rộng, điều kiện nhà rộng có những nhà bác ở không gian nhỏ thì mình chơi một đôi này thôi, không cần súp. Còn vụ không gian lớn hơn hoặc là nhiều khi các bác bỏ ra sân vườn hay ngoài sân chẳng hạn thì các bác phải bổ sung thêm súp. Đấy. Quay thực tế anh em số lượng về nhiều nên em cũng cấp cả anh em thợ nữa. Anh em thợ cửa hàng thì có giá tốt cho anh em. Lấy số lượng tầm 5 đôi trở lên là có giá tốt đó nhá. 5 đôi trở lên vì đợt này em nhập toàn lô chất thôi. Trong chiều nay sẽ về một lô GM và một JBL JBL 512
JBL 512 nữa. JBL 512 thì em về có mấy đôi thôi, 3-4 đôi thôi. Còn đâu GM thì em về tổng cộng là 40 đôi. Loa GM bắt 25. Cái dòng lô GM bật bí cho anh em là lô GM này nó rất là chất. Sắp tới chiều nay về là nó sẽ có một vỉ lọc, hay một vỉ lọc thôi, tụ lọc siêu chất cho anh em. Hàng chất giá tốt thôi. Vũ như là một đôi này chứ anh em trên trường, anh An Nguyễn là nó rẻ quá thì không có chuyện chất được. Ví dụ một đô la phên này trên trường anh em đang bán hàng bãi, giá đâu đó khoảng 11-12 triệu, có lời bán 12,5 triệu. Thì em bán 10,5 triệu, anh em chỉ rẻ hơn, anh quanh rẻ hơn 500 một triệu, cứ cân bằng đấy thôi. Đến ngưỡng rồi các bạn. Bây giờ bác mua một đôi mới này đã giá 30 mấy triệu rồi. Em nhập bãi, em nhập cả lô về thì em bà cân giá tốt, vừa bán cho các bác mua lẻ rẻ như buôn, thế thôi. Đổi các DK VR 12 bữa lấy không? Có, anh Minh Thông đổi được. Đổi được. Nếu mà so đôi này với đôi DK VR 12 thì đôi này chất hơn, hay hơn đấy anh Minh Thông nhá. Chất âm hay hơn DK VR12 nhá. À, chú Lùn vào lấy cháu cái biển cả chú ơi. Chú lấy cháu biển cho mọi người ấy. Như biết thì cửa hàng em có 2 cửa hàng. Hiện tại em đang quay trực tiếp tại kho của mình nhá. Quay ở kho Mộc Mạc, thân thiết với khách hàng. Còn các bác qua cửa hàng thì có rất nhiều các model cho anh em. Như biết thì đơn vị em bán full các mã, các thương hiệu khác nhau. Cho cháu mượn này. Đấy. Đây các bác, địa chỉ bên sơ cơ sở bên em, cơ sở trong xà miền Bắc là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cơ sở trong miền Nam là 48B Cư Xá Ba Điểm, Quốc lộ 22, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé. Anh Minh Thông, anh đổi được chứ anh hoặc là anh đổi hàng thanh lý thì em cũng đổi, em nói rõ chắc là anh nhắn anh nó đổi hàng thanh lý thôi. Còn nếu đổi hàng như em đang bán bình thường 10,5 triệu đôi đây, em đổi thoải mái cho anh em chứ. Có nhiều bác muốn đổi các, nhưng Vũ có những cái video anh em thanh lý có những đôi loa rất là ngon nhưng em vẫn thanh lý vì nó lẻ một đôi, nên các bác muốn đổi các ở trong video thanh lý này em không đổi, để em nói rõ luôn. Còn cái video mà em bán giá tốt so với thị trường rồi vẫn đổi cho anh em thoải mái chứ. Anh Minh Thông muốn nhu cầu đổi các chỗ ở đây, kết bạn em 2 Zalo số này em cho em nhé, anh Minh Thông nhé, kết bạn Zalo cho em. Full 25 tầm 10 triệu có tầm khoảng 7,5 triệu em có dòng Goda hoặc là dòng AD anh nhá. Chất âm ok luôn. Nếu mua hàng mới thì có lấy dòng loa của DB Fox 10, Fox 12 hoặc CFFD10 anh nhá. Đẩy MX4009 anh Mai Trần, đẩy MX4009 đánh đuôi này rất tuyệt vời luôn, báo cáo anh. Vì để những dòng M4 kênh ấy là bản chất của nó là đã mạch cần hát hẳn, thiết kế mạch nào đã mạch class H trở lên rồi ạ. Khi mạch class H trở lên khi đánh vào loa full nó rất là hay và hợp các nhá. Vì những dòng mạch 4 kênh trở lên nó toàn chạy bằng sò LG, sò Senken. Nhà nó khi cái dòng nó ra nó đều là mạch class H, tiếng nó ra rất là hay. Loa DK VR12 trước em bán có bao nhiêu? Bán có 9,8 triệu một đôi. 9,8 triệu một đôi. À nhầm, 8,8 triệu một đôi. Anh Tâm Trần nhá, lần trước là em bán lô đấy em về lấy 100 đôi. Hết trong vòng có 2-3 hôm. Em bán 8,8 triệu đôi ngày trước, còn không biết là anh Mai Trần mua nhà em bao nhiêu. Nếu cả đấy chưa bao ship. Còn trước em bán là 8,8 triệu, anh cho anh cho anh Minh Thông mua nhà em 8,8 triệu. Cho anh Nguyễn Thư nhá. Các bác xem like ủng hộ em nút like là buổi trưa mà tận được cũng được hơn 100 bác xem like là cái tuyệt vời rồi. Bác ủng hộ em nút like nhá, gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh em. Đấy, người thật việc thật, tính em là có thế này mời thế đấy. Căng chiếc đẹp luôn cho anh em nhé. Các bác này, lồi căng đẹp lắm, trắng trẻo luôn, không đụng đến một hạt sơn nào cho anh em vào đây. Bình thường những dòng loa đen ấy, dòng loa đen về xước xước tí là cũng mình là em cũng mua cái lọ sơn xịt em xịt nhẹ gái, nhưng cái lô này màu trắng được cái nó chỉ bám mỗi bụi thôi. Vận chuyển về thì vận chuyển bằng ba led về, nên là bác nhìn cái tuyến loa đẹp không? Đấy. Vâng, chào anh Trần Văn Min nhá. Chào anh Nghĩa Thư. Đấy anh Minh Thông, anh đổi
Đổi TB chắc là hàng thanh lý rồi anh Minh Thông đúng không? Hàng em thanh lý đúng không? Thì em không đổi chứ, còn nếu hàng bình thường em đổi ngay. Đấy, anh Minh Thông muốn đổi nhu cầu đổi loa là phên, ok hỗ trợ anh đổi, em trừ hao anh em một chút. Vì giá loa bên em tại sao lại có chính sách đổi các? Báo cáo các bác là bản chất em bán cho các bác là giá tốt rồi. Vụ giá 10 triệu rưỡi này anh em chơi khoảng độ 5 hơn 5 em trừ hao tầm 1,5 triệu. Em nói thẳng luôn. Thoải mái chưa? Vì đôi loa nó chất rồi, nó luôn giữ giá loa bãi, chỉ có một là giữ giá, hai là lên giá thôi, nó không giả có chuyện rẻ hơn đâu. Bởi thời điểm này khan hàng nó giá lên cơ. Đôi này ghép đẩy thanh lý chết kinh bê bán rồi, anh Bùi Phương Bùi bán hết luôn rồi. Anh Minh Thông chụp em cái mã loa lại cho em, cái mã model qua Zalo cho em nhá, tí em định giá anh đổi. Em check anh xem anh mua bao lâu rồi nữa cơ. Đấy, chắc anh mua được xích sắt 5 rồi gì nữa. Anh chụp cho em qua Zalo cho em nhá. Đổi được anh ơi. Đấy, em cầm hai số này, đấy, em hứa danh dự em đổi cho anh em. Đổi lưng đời lên, cái chất âm con này hay hơn, đôi loa DK. Hay hơn thì em bảo đổi, còn nếu mà xem bằng này em không đổi, em nói rõ luôn. Đôi này sẽ hay hơn đôi DK. Nếu trong tầm tiền hay hơn, hay rất nhiều luôn. Anh Duy Hoàng à, đôi này ghép đẩy ghép đôi AP có hợp không? Ghép với đôi AP là đôi nào em cũng biết loa đấy cơ. Ok Minh Thông, anh chờ chụp em qua Zalo nhá. À, nhắn em qua Zalo với. Lát nữa em quay live stream xong em lên chat với anh. Tại sao nhấn mạnh cái sao báo cáo bác, các bác mua loa bên Hiếu Minh kể loa bãi loa mới, loa mới thì nó hao nhiều hơn. Em thẳng luôn, loa mới hao nhiều hơn. Bản thân bác mua loa này mới giá 30 mấy triệu, các mua đến bây giờ hàng bãi thì giá hơn 10 triệu, nó rẻ hơn rất nhiều. Nhưng bác mua hàng mới những dòng OEM thì kiểu cái dòng đấy thì nó sẽ hao đi mất khoảng 3-4 triệu. Những dòng như của DB hay là của P của DB hay là dòng của Gutin là bác mua hàng mà bác dùng được 5 hơn 5 này sẽ hao mất khoảng 4-5 triệu. Để em nói thẳng luôn đấy, 4-5 triệu. Nhưng bác mua hàng bãi này thì hao nó ít hơn nhiều. Các bác chơi chán chê mai bụng mình, bây giờ mình cầm tiền mình mua đôi này, một năm sau các bác có điều kiện hơn bác đổi sang đôi JBL vài chục triệu, ok đổi thoải mái luôn, nó hao không bao nhiêu cả. Anh đặt hồ là đổi thoải mái được. Hàng mới thì vụ như 450 hay là mãi anh mua nhà em mua mới đúng không, mua mới vụ em có thâu lại cho anh thì em thâu lại khoảng đôi triệu để em nói rõ luôn. Để anh đổi anh báo em hàng mới nó hao nhiều hơn một chút. Không biết anh mua lâu chưa. Anh Mai Thân, nếu mà anh ở gần em hỗ trợ bao ship được anh nhá. Các bác mà ở gần em hỗ trợ bao ship được, em lưu ý, các bác lưu ý này, các bác ở gần em hỗ trợ bao ship được. Còn ví dụ bao ship nào, bao ship gì, bao ship xe ấy, là bao ship được. Còn các bác ở xa gửi bưu điện thì hỗ trợ em thêm một ít, hỗ trợ em thêm đồng đôi 300, hỗ trợ em một tí. Vì gửi bưu điện một đôi này là mất tầm độ khoảng 6-700 các bạn. 6-700 đôi loa rồi, loa rất là nặng, từ lớn nó rất là nặng thôi nhá, nó không phải nhỏ đâu. Từ lớn rất là nặng luôn. Thùng là thùng gỗ ván ép. Loa center 8 cộng bát 20 không có hàng anh Hưng Lê, out center em chỉ có bát 30 thôi. Out center hiện tại bên Hiếu Minh chỉ còn PS 12 cộng thôi anh nhá. Anh Lê Hương nhá. Out center em còn bát 30 thôi, PS 12 cộng giá 13 triệu đồng một đôi. Đấy. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em. Ok Minh Thông nhá, đợi em live stream xong em lên em trả lời bác. Ok bác nhá. Đấy, nhưng mà số lượng bây giờ là bán 5 đôi còn 30 đôi, 30 đôi chưa bán anh em thợ nữa thì em số lượng còn không nhiều. Mở cái mức giá rất là tốt, anh em có nhu cầu nhanh tay nhá. Nhanh tay liên hệ ạ. Cả những bác ở trong Sài Gòn có thể qua cơ sở bên em hoặc có đặt trước để bác qua cơ sở Sài Gòn. Bắc Giang ok luôn anh ơi. Anh Mai Thân nhá, Bắc Giang ok luôn. Bắc Giang thì gần ok được. $10,500,000 đôi loa bác nhìn. Bây giờ các bác để các kênh, các kênh em bán những đôi loa gọi là cũng gọi có chút tên tuổi anh em bán. Gửi xe về thành phố Nam Định bao ship được anh Trần My nhá. Gửi xe về Nam Định em bao ship được, gửi xe nó cước rẻ em bao ship được. Anh Trần My nhá, để em rõ luôn.
các bác nhìn trên thị trường anh em bán có con nào driver mà sử dụng bát chép của Anh Quốc mà từ 210 của Fan chưa? Chép lớn nhất của Fan luôn ạ. Ở gần gửi xe bao ship được. Còn nếu ở xa quá là hỗ trợ em đôi 300 gửi bưu điện để em nói rõ. Đợi xe ép mua, đợt mua xe ép mà. Anh Phương Lê anh mua xe ép mà được 1,5 rồi, muốn đổi sang JBL 512. JBL 512 Hiếu Minh chiều nay về 3 đôi. Đấy anh em nào mới muốn lấy JBL 512 thì chiều nay về được là 3 đôi. Về cùng lô loa GM 40 đôi loa GM bát 25. Chào anh Phạm Nghị nhá. Em chào tất cả các bác. Anh Dung Dung anh vẫn đẩy lên lẹt đẹt anh đảo vế cho em với cái vế đang bị lẹt đẹt, anh đảo vế đi. Loa thì không bị lỗi lẹt kiểu đấy đâu. Loa chỉ có một là nó chết, hai là nó rè biểu sắt cốt ấy. Còn lẹt đẹt như anh nói là như kiểu bị vấp tín hiệu hay đẩy lỗi hay không thì anh thì đảo vế cho em với. Anh Dung Dung nhá, hoặc là anh đợi em live stream xong anh gọi em Zalo cho em hay gọi cho em phát em gọi hình ảnh em hướng dẫn anh. Đấy. Gọi hình ảnh hướng dẫn mình nhìn thực tế, em hướng dẫn các bác nó chuẩn chỉ được. Đấy. Vâng, chào bác Văn Khánh LS nhá. Cảm ơn các bác ạ. Anh Phạm Nghị đẩy thanh lý thì chiều nay em quay, như là chiều nay là ở trong Sài Gòn nhá. Các bác mua hàng thanh lý chiều nay trong Sài Gòn quay nhá. Trong Hóc Môn quay ạ. Tại vì sáng nay cậu em báo về là hôm nay có nhiều hàng thanh lý quay trong Sài Gòn. Ở ngoài Bắc thì hết hàng rồi. Ngoài Bắc hết hàng thanh lý rồi các bác. Trong Sài Gòn có hàng thanh lý, chiều nay các em nó quay thì các bác xem, muốn xem hàng thanh lý chiều nay các bác xem. Còn sáng nay, à chiều nay, em Minh review, giới thiệu, quảng bá cho anh em lô loa cực đẹp. Đấy. Lô loa cực đẹp luôn. Lô loa Fan sử dụng driver bát chép Anh Quốc. Cực kỳ gấu và ngầu bác nhá. Để bác nhìn này. Mã K12 này. Đấy, mô đen K12 nhá. Tụ toàn tụ lớn các bác nhá, tụ nó bác nhìn này, điện áp này. 10.000 mi này, 400V này. Toàn tụ lớn thôi. Đấy. Bế bỉ màu đen. Anh Phạm Nghị ở ngoài Bắc mua xem trong Nam thì mình vẫn ship hàng được mà anh Phạm Nghị vẫn ship hàng được mà. Nó gì? Anh Trần Tiến đổi thì bây giờ anh nói mẫu loa đấy em anh đổi mẫu con vang là con loa đấy thì anh phải chụp em qua Zalo chứ bây giờ nói thế em không nhớ, có những mã loa mình biết làm sao, có mã loa khoảng hàng gióng hay hàng gì đấy mình không biết được. Tốt nhất các bác có thể chụp em qua Zalo cái mã loa anh em cần đổi nâng cấp. Cái dòng Việt Nam các bác mua là loa gióng loa giáp em cũng đổi cho bác được. Loa gióng loa giáp thì nó rẻ thì mình định giá theo rẻ thì mình bán cho anh em hộ anh em. Còn những dòng loa xịn thì định giá theo kiểu xịn. Lỗi định giá theo kiểu lỗi, kiểu nào em bán chiều các bác được để nâng đời cho anh em chơi thoải mái. Đấy, cái kênh em là kênh gọi là hỗ trợ khách hàng nâng cấp cho anh em trải nghiệm âm thanh từ những sản phẩm âm thanh nhập khẩu, hàng mới nhập khẩu của Đức hay những sản phẩm hàng mới nhập khẩu thương hiệu, các thương hiệu khác đều có, hay những dòng bãi như vậy đều có thể nâng cấp cho các bác nhé. B3 em còn anh ơi, B3 em còn X12i hoặc X15i anh Nguyễn Phòng nhé. Khi tắt trầm cái bộp ra loa, tắt trầm của anh trầm điện hả anh ơi? Của anh trầm điện đúng không ạ? Để khắc phục kiểu này là anh có tốt nhất là anh mua cái quản lý nguồn. Hoặc anh đấu mát bộ dàn thì nó đỡ hơn đấy anh Hương Lê nhá. Anh đấu mát bộ dàn hoặc là anh đảo chiều cho em ổ cắm. Các bác nhớ cái khi các bác cái thiết bị các bác mà không có quản lý nguồn ấy, mà các bác cắm trực tiếp vào điện nhà mình ấy. Để khắc phục cho tình trạng đỡ bị phục ở bộ dàn, thứ nhất các bác cắm đảo chiều ổ cắm cổ cái thiết bị cổ cái dây cắm tổng của nó không nhá, dây cái nguồn tổng của nó là các bác đổi đảo chiều cắm cho em, vì trên cái ổ trên cái dây điện nguồn các bác có sẽ có một có dương và âm không nhá, có dương và âm thì trong cái ổ cắm của các bác vậy nó dương âm, khi mình cắm ngược thì nó sẽ bị đảo pha điện, nó vẫn ra bình thường nhưng sẽ bị hơi bị mát đấy.
Đây các bác khắc phục bằng cách là bác đảo che ổ chiều cắm này. Hai là các bác đấu mát điện thì nó đỡ hơn thôi. Còn nếu mà để nó triệt để thì các bác mua cái quản lý nguồn. Mua quản lý nguồn. Đây nó đến quản lý nguồn, trả dấu giếng các bác đây về về trăm chiếc đây. Đây này các bác này, trăm chiếc quản lý nguồn đây này. Các bác đếm thùng cho em nhá, quản lý nguồn đặt đi đây nhá. Người thật việc thật nhá, em nhập chứ không phải 1 2 chiếc đâu hay 10 chiếc đâu nhá. Model P102 này bác đếm này, mỗi cái này 5 chiếc này. 1 2 3 4 5 này, 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đấy, em tiện em quay lại trực tiếp thực tế luôn, nhà cung cấp vừa giao xong. Nhà cung cấp vừa giao xong. Quản lý nguồn nhà em một mã thôi, em nhập hàng trăm chiếc rồi. Chứ không phải là 5 7 chiếc đâu anh nhá. Bên thì mình bán full các mã quản lý nguồn cho anh em luôn. Giá cực tốt luôn. Chiều nay em sẽ xả mỗi anh em mẫu quản lý nguồn này, 100 chiếc mới về xả luôn. Vâng anh Mai, Mai thân anh chốt anh nhắn em qua Zalo cho em hay là anh nhắn tin cho em phát em quay livestream xem gọi các bác các anh em nhé, gọi các bác ạ. Đấy đang dùng đôi BMW CS X1000. Đổi thoải mái được anh ơi. Đổi được. Các bác lưu ý lưng đời loa thoải mái các bác nhá. Em lưng đời loa cho anh em thoải mái, các bác mua ở các phân khúc nào em đổi cho bác được hết. Cho anh em mua những đôi loa nằm tiếng không bay. Hát nó không được mượt như dòng loa full tiếp kèm. Dòng loa full tiếp kèm ấy thì hát karaoke ấy thì cái tép ấy, cái giải mic ấy nó bắt tép dễ hơn và hát nó nhẹ hơn. Và cái dòng này thì tiếng cái từ lớn, sụp từ lớn thì cái tiếng bass nó rất là sâu các nhá. Đánh ở không gian tầm ngoài 30 mét trở lại thì các bác không cần chuốc, còn những các bác nào mới đánh ở không gian là các bác đánh ở không gian mà tầm khoảng 35 mét, 40 mét thì các bác bổ sung thêm vào súp. Đấy, em nói rõ luôn. Còn không gian nhỏ nhỏ mà xinh xinh tầm độ khoảng 25-30 mét thì các bác không cần súp các bác nhá. Loa JBL Bassin 12. Cái mẫu này là hiện tại bên em không có hàng, nếu anh lấy thì em gọi hàng mới vì hàng này hàng mới. Bassin 12 là phải lấy hàng mới các bác nhá. Anh Dũng Phạm nhá. Anh nhắn tin cho em phát qua tin nhắn được không ạ? Để tí nữa em báo giá cho anh được không anh? Loa JBL Bassin 12 có hàng. Đấy, có hàng nhưng mà hiện tại bên em bán nhiều mã riêng mã đấy em không nhớ giá. Thì anh em để giá tốt các bác nhắn tin cho em phát được không ạ? Anh Phạm Dũng nhắn tin cho em phát ạ. Quản lý nguồn Adni có màu trắng anh ơi, có màu trắng ạ. Hôm nay em về cả màu đen màu trắng các nhá. 100 chiếc này về cả màu đen màu trắng các bác nhá. 100 chiếc này về cả màu đen màu trắng các bác nhá. Đấy, hàng mới các bác để những cái hàng ở phân khúc cứ rẻ rẻ này em nhập cứ vài trăm chiếc một, 100 đến vài trăm chiếc một. Còn ở phân khúc đắt thì mình cứ vài chục chiếc một. Đấy. Không cao cấp mà tầm 8 9 10 triệu thì nhập vài chục chiếc một. Nó không như bên đơn vị em thì vừa cả bán lẻ và cả bán buôn luôn. Cái đầy cả đối với hàng bãi hay hàng mới bên em vừa cả bán lẻ bán buôn nhá. Anh em nào có đại lý mà có nhu cầu mua mua nhẻ vài chiếc 3 5 chiếc 10 chiếc thì liên hệ đơn vị Miêu Đô. Anh có qua mua TV LX12 không? Có hàng anh ơi, trời ơi. Giá 10 triệu rưỡi anh Lê Tị ơi. LX12 em có hàng anh nhá. Giá 10 triệu rưỡi anh ạ. Quản lý nguồn mà quản lý nguồn một model là 1 triệu 1 và một model là 1 triệu 250. Anh nhá. Anh Trần Văn Tiến nhá. Quản lý một model 1 triệu 1 và 1 triệu 1 model là 1 triệu 250 ạ. Subaru bắt 30, mua chứ anh có đổi đôi này không? Đổi được anh chờ Nguyễn Trung Quý đổi được. Subaru là anh mua nhà em à? Đôi 9 triệu anh mua nhà em hay là mua đơn vị khác ạ? À? Nếu mua đơn vị khác anh gọi chụp cho em ruột gan được không ạ? À? Để em xem với. Còn nếu mà mua đơn vị em thì khỏi phải chụp, vì mua đơn vị em biết là hàng nhà em rồi thì khỏi phải chụp luôn, định giá được luôn, khỏi phải chụp. Anh Lê Duy Thanh là anh chụp cho em chào anh Nguyễn Tiến Minh nhá, chào anh Tiến Minh ạ. Anh đi Thanh là anh chụp cho em qua Zalo cho em phát được không ạ? Chụp cho em model với ạ, qua Zalo với ạ. Anh Lê Duy Thanh là chụp cho em cái model loa của anh ra qua Zalo nhá, để em định giá cho anh và cho anh đổi nhá. Hợp lý anh đổi luôn anh ạ. Bác Nguyễn Thúy Trương là em hỏi là nghĩa là bác mua đôi đấy nhà em à?
tại vì nó là Cyberred nhà em không bán, tại vì nhà em nếu mua nhà em này em biết nhớ được cái cấu trúc bát và tép của nó thì em định giá cho anh dễ, còn nếu mua nhà khác thì phải chụp cho em bát chép để em nhìn cái bát nghe nó nhiều vụ cùng là Sabolet, cùng là cái loa bọ cạp đó thì nó có nhiều đời, một đời từ nhỏ, một đời là từ lớn. Thì vụ anh mua nhà khác thì anh phải chụp cho em cái ruột để em xem cái đời nó là đời từ lớn hay từ nhỏ để em biết em định giá, anh hiểu vấn đề chưa? Còn nếu mua nhà em thì em định giá luôn đấy. Loa này côn 76 anh nhá, anh khởi tuy nhá, anh khởi tuy 123. Loa này côn 76 anh ạ. Đấy. Các mua loa này là em không đụng một hạt sơn nào lên đây hết, sơn zin luôn. Đấy, sơn zin luôn. Sơn zin luôn cho anh em chơi đôi loa là nó còn zin, zin cả lớp sơn luôn đẹp. Chỉ có mỗi là hôm qua là giật đánh thôi. Hôm qua là giật căng này, phơi hết khô hết rồi này. Thùng đánh sạch sẽ hết rồi. Có nhá. Đấy. Anh Thành Bưởi là đôi loa nó thanh lý là có hàng nhưng mà em chưa quay đến được, em có khoảng 4-5 đôi. Đây các bác hãy trả dầu riêng các bác đây, ní đây này. Để em zoom lên các bác đây, chính là chỗ này này. Đấy được 4-5 đôi vẫn vứt đây này. Chưa dọn được. Chưa dọn được tại vì có một hai chiếc nó bị cháy chép, em chưa sắp xếp ra được, em chưa bán cho anh em, có 4-5 đôi thôi. Tại vì các bác thì ôm lô này nhiều khi cuối lô sẽ có 1-2 đôi. Mỗi lô này là đẹp hết này. Nhưng có lô khác thì hầu như con sẽ có 1-2 lô là sẽ bị 1-2 đôi là phải chứng lý cho anh em. Em chào anh Nguyễn Thành nhá, chào anh Thành Bưởi ạ. Chào anh Lê Toản ạ, giá là 10.5 triệu nhá. Các bác ở gần em bao ship cho anh em. Ở gần em bao ship cho anh em. Đấy. Ở gần là gì, gồm em gửi xe này, em bao ship cho anh em. Còn các bác ở xa thì hỗ trợ em tầm đôi 300 để em hỗ trợ ship cho em, vì ship một đôi này mà gửi điện đắt lắm. 500-600 ngàn đồng. Đấy. Đấy, hôm nay thì cũng giao lưu tâm tư bác buổi trưa, hôm nay bạn quay test clip ngay lúc đầu test chất âm rồi. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhá. Cái mức giá cực tốt rồi. Đấy. Và Hiếu Minh xin phép dừng video ở đây và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn tất cả các bác trong buổi tối ngày hôm nay xem livestream.